tòa phiên tòa. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 29 tháng 12, 2012. Trà My kính chào quý vị. Việt Nam giữ nguyên án đối với blogger điếu cày Tạ Phong Tần, bất chấp sự chỉ trích mạnh mẽ của quốc tế. Phần tin tức hôm nay xoay quanh kết quả phiên phúc thẩm của 3 thành viên câu lạc bộ Nhà báo Tự do bị Việt Nam kết tội tuyên truyền chống nhà nước. Ghi nhận ý kiến của thân nhân bị can, phía luật sư và nhân chứng. Mời quý vị theo dõi trước khi đến với phần thời sự quốc tế trong chương trình. Blogger điếu cày và Tạ Phong Tần bị giữ y án, lần lượt là 12 và 10 năm tù sau phiên phúc thẩm ngày 28 tháng 12, trong vụ án khiến cộng đồng quốc tế mạnh mẽ chỉ trích thành tích nhân quyền của Việt Nam. Sau khi phiên xử kết thúc lúc 5 giờ rưỡi chiều cùng ngày, luật sư Hà Huy Sơn, đại diện pháp lý của blogger điếu cày, cho biết. Quả thì là vẫn giữ nguyên, có mỗi ông Phan Thanh Hải, ông nhận tội thì người ta giảm xuống 1 năm tù giam, chứ còn 3 năm. Nói chung là mọi người cũng được trình bày hết, nhưng mà cái trình bày nó không được ghi nhận trong bản án, như không. Luật sư Sơn nói, trong phiên phúc thẩm, blogger điếu cày vẫn kiên định là ông không làm gì phạm tội. Ở phiên sơ thẩm hồi tháng 9 và phiên phúc thẩm hôm 28 tháng 12, trong số 3 blogger, chỉ có anh Ba Sài Gòn nhận là phạm tội và lãnh án nhẹ nhất từ 4 năm còn 3 năm tù. Thân nhân các bị can và nhân chứng có giấy triệu tập chính thức của tòa đều bị lực lượng an ninh ngăn cản, không cho tham dự phiên xử mà nhà nước gọi là công khai. Anh Nguyễn Trí Dũng, con trai blogger điếu cày, nói với VOA Việt ngữ là anh bị lực lượng an ninh hành hung và bắt về đồn công an trong suốt thời gian phiên xử bố anh diễn ra và chỉ được thả về sau khi phiên tòa kết thúc. Em bước chân ra khỏi cổng nhà thì 3 người đứng ở trên lầu 3, hú xuống ở bên dưới, hơn 20 người ở bên dưới, thì họ đóng cửa lại, họ cho người giữ cửa của chung cư bên ngoài để cho xe công an đã đậu sẵn ở trong cảnh chung cư và họ bắt em ngay tại cổng. Dạ, họ ra tay bắt ngay, họ không giải thích lý do vì sao họ bắt, trong khi anh là có quyền tự do đi lại, anh không có nằm trong đối tượng phạm tội. Hôm nay họ làm cho những người điếc, họ không cần nghe bất kỳ lý do gì hết, họ không cần nói bất kỳ lý do gì hết. Lần trước khi mà phiên sơ thẩm họ còn dùng những cái lý do ngớ ngẩn nhất, họ dùng lý do là đã thay mặt đồ đen đi lên trên phường giải quyết. Còn ngày hôm nay họ không dùng một cái lý do gì cả. Họ dùng những cái người rất là to con để mà họ đánh. Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau là họ đã nhét vào trong xe. Họ chạy ngay lập tức đến phường 6 quận 3 và họ giữ trong đúng cái phòng mà họ đã giữ em cái ngày sơ thẩm. Trong suốt cái thời gian họ giữ anh như vậy, họ làm việc với anh, họ nêu ra những vấn đề gì không? Họ không cần làm việc gì hết. Họ vào và họ đưa giấy ra trước mặt và họ bảo là anh tường trình lại những cái gì xảy ra. Em hỏi họ là tường trình việc gì. Trong khi em là cái người bị họ bắt lên đây, em không biết lý do tại sao. Thì được họ trả lời là bây giờ em bị đánh đập hay là em bị có vấn đề gì, em thắc mắc em ghi vào dòng giấy. Thì em mới nói với họ là em không làm việc bất cứ việc giấy tờ gì hết. Thì sau đó là họ bỏ ra ngoài. Thì đích thân ông Trần Song Nam đã 2 lần vào để yêu cầu em làm biên bản. Sau đó họ để em lại phòng với 2 dân phòng, ngồi trong em suốt từ lúc đó cho tới lúc em đi về. Em hỏi lý do liên tục nhưng mà họ không trả lời. Họ không nghe và họ không trả lời bất cứ gì hết. Hay hơn nữa là cái việc mà họ cho dân phòng và xe của công an phường tới bắt em. Nhưng mà khi mà vào trong đồn phường rồi thì họ lại bảo là họ không biết. Đó là cái cách từ trước tới giờ họ vẫn dùng. Em và mẹ cùng những cái người bạn mà đang giúp đỡ sẽ tiếp tục những cái khiếu nại như là giám đốc thẩm hoặc là cao hơn nữa. Trường hợp của blogger điếu cày được thế giới quan tâm. Trước cái sự lên tiếng đó và những gì thực tại diễn ra tại Việt Nam, cách đối phó của Việt Nam, anh có thấy cái áp lực từ quốc tế nó có tác động gì chăng? Cái nỗi sợ của họ đối với quốc tế nó nhỏ hơn cái nỗi sợ của họ đối với cái người dân mà vạch trần bộ mặt của họ. Cho nên là họ phải quyết định, họ chọn, họ giữ lấy cái bộ mặt của họ hoặc là vạch bộ mặt nó phía ra để làm hài lòng quốc tế. Áp lực quốc tế đó thì anh thấy nó hoàn toàn không có một cái tác động gì đối với nhà cầm quyền hết. Em rất là tự hào và em rất là vui khi nghe được cái sự quan tâm như vậy đối với vấn đề của bố em. Nhưng mà đối với phía nhà cầm quyền mà em thấy, thậm chí họ còn đối xử với gia đình em càng lúc càng tệ hơn và lộ liễu hơn nữa. Blogger Uyên Vũ cho VOA Việt ngữ biết là anh được tòa triệu tập làm nhân chứng, nhưng cũng bị lực lượng an ninh cản chân. 8 nhân viên an ninh thường phục đã ngồi sẵn ở đầu ngõ. Khi tôi ra thì họ ập đến, có một trung tá công an. Nói là bây giờ nếu mà tôi muốn đi thì họ sẽ chở đi. Tôi không đồng ý với chuyện đó, tại vì tôi biết là nếu mà lên xe cho họ thì chắc chắn họ sẽ chở về đồn. Tôi có ngồi đôi co với họ một lúc, nhưng mà cuối cùng thì cũng không thể đi được. Khi mà anh đôi co với lại lực lượng an ninh đó, thì anh có nói là vì sao anh có giấy triệu tập của tòa mà anh không được phép có quyền tự do tự đi lại để tới tòa? Tôi có nêu ra, thì họ nói là chúng tôi không cần biết. Anh có hỏi là những cái việc mà họ đang làm đó thừa lệnh của ai và có văn bản như thế nào cụ thể không? Tôi có hỏi, họ nói là
anh thừa biết chúng tôi, còn gì chúng tôi đã làm việc với anh 5 năm nay rồi. Cái câu trả lời của họ đó anh hiểu như thế nào ạ? Đó là một cái hành vi là vi phạm pháp luật rất là trắng trợn, vì ngăn chặn một cái nhân chứng đến tòa. Nếu như có mặt tại tòa ngày hôm nay thì anh định nói lên điều gì? Ở một cái vai trò của một cái nhân chứng, tôi ít có điều kiện để mà phát biểu một cách độc lập. Nhưng mà tôi đã tuyên bố là tôi sẽ chỉ nói về sự thật và tôi sẽ làm chứng cho sự thật. Anh có nói rằng là không nghĩ rằng là mình có cơ hội được phát biểu độc lập. Với một nhân chứng tại tòa thì cái điều đó là một trong những điều kiện rất cần thiết. Vì sao anh không tin tưởng điều đó sẽ xảy ra trong điều kiện là anh có mặt tại phiên tòa ngày hôm nay? Tại vì qua tất cả những phiên tòa chính trị mà tôi đã từng quan sát thì tôi thấy là cái vai trò nhân chứng thực ra ở trong những phiên tòa mà án nó đã có sẵn thì nó hết sức mờ nhạt. Chuyện mà chúng tôi đã làm đều là những cái chuyện phải làm của mỗi công dân. Chúng tôi chẳng qua chỉ là những người có được những thông tin và bắt đầu bước ra để cất lên tiếng nói. Đó chính là một cái con đường chính đáng để chúng tôi theo và chúng tôi sẽ không tìm biết. Một số bạn bè và những người ủng hộ ba blogger này hoặc bị sách nhiễu hoặc bị bắt vô cớ trong lúc họ tìm cách tới quan sát phiên tòa. Trong số đó có các blogger Nguyễn Hoàng Vi, Huỳnh Công Thuận và Vũ Sĩ Hoàng thuộc đội bóng đá Nô Diêu chống Trung Quốc xâm lược. Ba bản án tổng cộng 26 năm tù dành cho ba thành viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự do liên quan tới các bài thể hiện quan điểm cá nhân họ đăng tải trên mạng để chỉ trích tham nhũng, bất công và sách lược ngoại giao của Việt Nam trước các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Họ bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước, một tội danh mà giới bảo vệ nhân quyền cho là mơ hồ, được Hà Nội dùng làm cớ để giam cầm những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch lên án rằng các bản án này chứng tỏ là nhà nước Việt Nam tiếp tục tăng cường kiểm soát gắt gao dựa trên sự đàn áp có hệ thống các quyền chính trị và dân sự căn bản của công dân, với các bản án nặng tay chống lại những blogger được nhiều người biết tiếng với mục đích răn đe, dọa dẫm những người chỉ trích nhà nước. Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson. Chúng tôi không nghĩ là bất kỳ ai trong ba bloggers này đã làm điều gì sai trái để bị truy tố và bị kết án nặng nề như vậy. Phiên xử hôm nay cho thấy Việt Nam lợi dụng dịp lễ cuối năm để tìm cách giảm bớt sự chỉ trích từ giới ngoại giao quốc tế và Liên Hiệp Quốc trước chiến dịch đàn áp tiếp diễn của Hà Nội đối với quyền tự do ngôn luận của con người. Human Rights Watch một lần nữa kêu gọi Việt Nam phóng thích ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn vì họ chỉ thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả qua mạng Internet. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói ba blogger này nằm trong số ít nhất là 40 blogger, các nhà hoạt động và những nhà bất đồng chính kiến bị đưa ra xét xử và bị kết án tại Việt Nam trong năm 2012. Trong số đó có ít nhất là 18 người bị kết tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở ở Pháp xếp Việt Nam đứng thứ 172 trên 178 quốc gia trong bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí 2011-2012 và liệt kê nhà cầm quyền Việt Nam vào danh sách kẻ thù của Internet vì chính sách kiểm duyệt quyền tự do thông tin và tự do Internet khắc khe của Hà Nội. Trường hợp của blogger Điếu Cày được Tổng thống Mỹ Barack Obama nhắc tới nhân ngày tự do báo chí thế giới năm nay và được Ngoại trưởng Hillary Clinton nêu lên khi đề cập tới vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Cùng với Mỹ, Liên hiệp châu Âu, Liên hiệp quốc và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng bênh vực và kêu gọi phóng thích vô điều kiện blogger Điếu Cày. Chuyển sang phần tin quốc tế, số tử vong do bão nhiệt đới đập vào trung bộ Philippines trong tuần đã tăng lên 11 ca, trong khi hàng ngàn người khác phải rời nhà cửa đi lánh nạn vì lụt lội hoặc vì nhà cửa bị hư hại. Bão nhiệt đới Ngộ Không đập vào tỉnh Đông Sama đúng vào ngày lễ Giáng sinh, nơi có một cây ngã đè chết 3 người. Bão Ngộ Không là trận bão thứ 17 của Philippines trong năm nay, gây ra nạn lụt lội tại Calibo, thủ phủ của tỉnh Aklan ở tây bắc Philippines. Bão này yếu dần trong lúc di chuyển ra Biển Đông. Cảnh sát Ấn Độ đang cố gắng bảo vệ uy tín sau khi có thêm một vụ hiếp dâm. Chỉ vài ngày sau khi có những cuộc biểu tình lớn để đòi trừng trị những kẻ đã hiếp dâm tập thể, một nữ sinh viên 23 tuổi, một nạn nhân thứ nhì đã tự tử chết. Thiếu nữ chưa tới 20 tuổi này để lại lá thư tuyệt mạng, trong đó có than phiền rằng tháng trước, cảnh sát đã tìm cách thuyết phục cô đừng kiện cáo. Người dân trong bang Punjab đã làm lễ an táng cho thiếu nữ này trong tuần, vào lúc cảnh sát loan báo là đã bắt được một số nghi can hôm 27 tháng 12. Một thanh tra cảnh sát thừa nhận rằng vụ việc của cô thiếu nữ lúc ban đầu đã không được xử lý ở mức khẩn cấp theo quy định. Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã được di chuyển từ nhà tù tới một quân y viện lần thứ hai trong vòng một tuần lễ. Nhà chức trách nói cựu Tổng thống 84 tuổi được đưa vào quân y viện sau khi thương tích mới đây gây biến chứng. Ông nhập viện hồi tuần trước vì té trong nhà tắm. Một số người Ai Cập thắc mắc là liệu ông Mubarak có xứng đáng để được sự
chăm sóc đặc biệt tại quân y viện hay không. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 29 tháng 12, 2012. Chương trình truyền hình vệ tinh của VOA trên Iowa Asia Satellite phát sóng lúc 7 giờ sáng Việt Nam. Phần tin tức thời sự lúc 7 giờ sáng còn được tiếp nối bằng chương trình dạy tiếng Anh của đài VOA. Ngoài ra, quý khán thính giả cũng có thể xem tin tức và các chương trình radio lẫn video của đài VOA trên trang nhà voatiengviet.com, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt. Trà My xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.